À, chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ 2, ngày 4 tháng 7 2022 nha mọi người. Thì mình lại tiếp tục gói hàng ha. Nói chung là cứ rảnh rỗi là đem hàng ra gói anh em thấy không? Hàng quá lúc nào cũng bao la trời biển, đông đúc. Rất đông đúc nha anh em. Đấy. Thì gửi cho những anh em đam mê hoặc là những anh em thợ hoặc là những anh em làm đại lý bán đó. Thì mình xin nhắc lại những anh em nào mà đem cái này về lắp cho khách hoặc là làm đại lý bán lại thì cố gắng mua số lượng nhiều hoặc là đến tận nhà mình sẽ cân đối mình bớt anh em khoảng 10.000 20.000 cái nha mọi người. Đặc biệt là những anh em đến tận nhà thì mình rất là hoan nghênh và mình sẵn sàng bớt anh em một chút ít tiền xăng ha. Nhiều thì không được tại vì mình bán giá tốt lắm cho nên là bớt nhiều bớt không nổi. Bớt ít được ha. Đó thì anh em cố gắng lấy nhiều đó, mình cố gắng mình bớt sao hết cỡ có thể đang mình nói chung là mình còn giao lưu với nhau dài lâu với lại còn 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 bảo hành đồ sau này còn quan hệ với nhau rồi còn lấy hàng nhiều lần nữa cho nên anh em cố gắng ha mình đến nhà giao lưu rồi mua hàng rồi cho anh dễ đó thì đó là những anh em ở gần thôi còn ở xa thì vẫn gửi bưu điện. Ví dụ như hôm bữa có anh mấy anh lấy đại lý đó mà anh lấy mấy thùng á thì mình ra gửi bưu điện do mấy ảnh gửi theo thùng thì khi ta gửi nhiều như vậy á gửi một lần một thùng cũng nghĩa là 5-7 cái đèn á 5-70 cái đèn á thì sao anh em phí vận chuyển nó sẽ rất là rẻ nha phí vận chuyển rất là ok đó cho nên là gửi càng nhiều thì phí vận chuyển càng rẻ anh em đam mê thì ráng ráng mua nhiều nhiều tí ha phí vận chuyển sẽ rẻ lại hiển nhiên anh em mua một cái vẫn vẫn ok do nhu cầu ta xài một cái thì ta mua một cái thôi ha thì phí vận chuyển nó có mắc hơn tí đấy. Thôi bây giờ mình trở lại với mấy cái đèn này đi. Trước mặt anh em là một cái T100 và hai cái T200 để gửi cho anh Nguyễn Đức Vinh. Nguyễn Đức Vinh ở thôn An Ninh, xã Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng. Thì Đức Trọng, Lâm Đồng này mình gửi hàng đi hoài. Nhưng mà xã Liên Hiệp này là hình như lần đầu tiên á anh em. Đức Trọng thì quen rồi nhưng mà xã Liên Hiệp là chưa. Thì mong rằng chắc anh Vinh cũng là lần lần đầu tiên mua hàng. Mình mong rằng đem những cái đèn này về anh sẽ rất là hài lòng và còn quay lại kênh miền Tây Solar mua nhiều lần nữa ha. Đó thì hình như là ảnh mới mua lần đầu mà ảnh chơi lượt 3 cái luôn mọi người. Thì mình nhắc lại về những cái này. Đó thì cái T100 này á là giá là 480 nhưng mà ảnh mua tới 3 cái đèn lận là hơn 2 cái đèn rồi. Dù là cùng loại hay là không cùng loại mình không quan tâm mà anh mua từ 2 cái đèn trở lên là mình sẽ bán cho anh cái T100 này với giá là 480. Còn ở 450, 450. Còn cái ốp trần 300 đi, nó là 750 đúng không? Nhưng mà anh em mua từ hai cái đèn trở lên thì mình bán anh em 730. Đó. Cái tấm pin 100W mà 100 phải không? 1.070.000 phải không? Anh em mua hai tấm trở lên đi mình bán cho anh em 1.050.000. Hồi chiều này cũng có mấy bà chị hỏi hỏi gì cái tấm pin màu 100 đó nhưng mà chưa có chốt. Bà hỏi nhiều lắm. Bà hỏi là đem nhiều về bán đó và chắc bà chị là có cửa tiệm bán thì nói chung là nếu bà chị mua được thiệt là nhiều pin thì mình có thể bớt 20.000 tấm 30.000 tấm được chứ còn nhiều nữa thì không nổi tại vì anh em biết là bây giờ xăng dầu lên nè pin nó sẽ lên giá theo nè đó rồi nói chung là mặt hàng pin năng lượng mặt trời trên thị trường bây giờ lên giá rất dữ cho nên là mình bớt nhiều quá là mình toi anh em cho nên là chỉ cố gắng được bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu ha. Rồi trở lại với cái đèn T100. Tấm pin là 10W, bộ pin lưu trữ là 8 giờ có 130 con 2835. Đó, hàng này thì ok nha. Ánh sáng vừa phải trong tầm tiền 450 của nó. Rồi bề ngang của tấm pin là 2 tấc 35 nè. Bề dài là 3 tấc rưỡi ha, 3 tấc rưỡi, không đo cũng biết 3 tấc rưỡi nữa. Đó, rồi cái đèn này ngang là 2 tấc 45. Dài là 2 tấc 85 nha. Đó, T100. Thì nhân tiện thì mình cũng test độ sáng ban đêm nè, test độ sáng cho những anh em mà mới vô kênh xem lần đầu. Đó, đây. T100 nha mọi người. Giá chỉ có 450 một bộ thôi. Hàng vẫn rất là ok ha. 450 hàng vẫn ngon lành, sáng trưng ha. Anh em mua về pha ở những cái nơi mà ta coi là nguy hiểm nhất ở nhà chúng ta. Ví dụ như ở những nơi mà có trộm đột nhập hay là nguy hiểm chỗ này chỗ kia sợ có đạo tặc đồ này kia thì anh em treo vài cái này lên
sẽ rất là an toàn ha. Đặc biệt nó kết hợp với camera quan sát đó mọi người, thì rất là hợp lý ha. Đó, nó sẽ soi ánh sáng cho camera bắt được cái ánh sáng tốt hơn. Hiển nhiên camera bây giờ nó có hồng ngoại, nhưng mà hồng ngoại sao mà sáng bằng cái đèn năng lượng mặt trời được anh em. Đó, hồng ngoại thì cũng là một phần thôi chứ đâu có thể nào sáng trưng được. Rồi bây giờ tới cái T200, tấm pin á, là 18W, 3 tấc rưỡi vuông ha. Còn cái đèn như thế nào? Cái đèn là ngang là 3 tấc, dài là 3 tấc 25 ha, 3 tấc 25. Và cái T200 này mình nói với anh em là sáng nha, nó không phải như là T100. T100 thì ánh sáng nó hơi gọi là hạn hẹp hơn, nhưng mà T200 này với T300 á, là anh em có thể đọc sách viết chữ thoải mái luôn. Đó, cam đoan với anh em thoải mái đọc sách viết chữ. Đó, còn T100 này thì chúng ta dùng làm đèn pha thì ngon hơn, chất lượng hơn. Chứ đọc sách viết chữ thì chúng ta cần phải có cái gì đó thiệt là sáng nha. Rồi bây giờ mình cứ rinh T200 này ra ngoài đó mình test thôi. Đó, nặng ha, cái đèn nặng lắm mọi người. Lý do là tại vì bộ pin lưu trữ của nó lớn. Đó, pin lưu trữ lớn. Nè, anh em thấy không? Ánh sáng nó ok chưa? Như thế này đây mà khỏi chê ha. Cái này người ta treo, người ta pha đó, anh em thấy đã không? Ở hiên nhà của ta treo một cái thôi. Đó là trộm đạo đạo tặc rồi, cũng không dám xuất hiện đâu mọi người. Đó, không, không trộm trộm đạo tặc không có dám mà vô nhà của ta mà khi mà ta có đèn sáng vậy đâu. Đấy, camera nó bắt hết ha. Camera chụp hết. Đấy, đó là T200. Ánh sáng rất tuyệt vời nha. T300 còn tuyệt nữa anh em. Bởi vì mình bán mấy cái T này mình cảm thấy hài lòng lắm. Tầm giá nó rẻ mà nó ngon anh em. Rẻ mà nó lại sáng mới đã chứ, còn mà mắt mà nó sáng thì nó làm gì phải không? Mua đèn mắc tiền mà sáng nữa làm gì? Đó, rẻ mà mắc mới ngon. Đó thì mình nhắc lại ha, tấm pin này 18W nè. Bộ pin lưu trữ này là 20 mAh này. Ở đây nó có là 250 mấy con 2835 nha. Đó, và đèn này thì ok. Đấy. Đấy, ok. Sáng trưng. Rồi, mình nhắc lại anh em nào mua cứ liên hệ miền Tây Solar 076 687 4311 nha. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Nhớ cho mình cái đăng ký vào kênh nha anh em. Rồi giờ bấm cái này mà cái kia nó cháy lum, những cái đèn ở gần nhau bực mình. Đó. Bấm cái này mà cái kia nó cháy, bấm đó, bấm cái trên kia mà trên kia không cháy, hay dưới đây không cháy. Thôi mình xin chào anh em ha, anh em mà đam mê cứ liên hệ nha, lấy 5-7 cái này về thắp sáng gia đình anh em.